Hello, xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Gia Phúc Sen. Nói đến hợp tác xã Gia Phúc Sen thì ắt hẳn là anh chị nào cũng biết rồi, thì hôm nay em sẽ không nói sâu về cái vấn đề này nữa, em sẽ giới thiệu luôn. Hôm nay thì em mang đến đây cho mọi người bộ 3 món gồm một cây G05TMDD. Đó, một cây G05TMDD, một cái mẫu da chệt gà bản truyền thống và có chống dính một mặt nhá. Cán ở đây thì sẽ là cán mun này. Đó, cán mun khâu và chốt là đồng thau. Cây này thì sẽ là một cái mẫu dao chuyên để chặt gà vịt này. Ngoài ra thì mình có thể chặt sườn. Và cái bản nó sẽ là bản hình chữ nhật như thế này. Đó, cái bản nó rất là thon và gọn luôn. Đấy, nếu mà anh chị nào mình thích cái bản truyền thống mà có chống dính thì mọi người có thể là tham khảo cái mẫu này mọi người nhé. Cây này thì sẽ có chiều dài này. Đây, cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi dao rơi vào khoảng 23cm. Và bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 7,5 mọi người nhé. Đó, đây, cán, đây, sống dao này sẽ rơi vào 3 ly và cái dòng này thì mình sẽ chuyên để chặt gà vịt và ngoài ra thì mình có thể chặt sườn này. Đó, và một mặt da bản trơn như thế này và cái phần lưỡi dao này bao giờ cũng sẽ được mài trắng đi. Đó, cán mun thì chắc là cũng không xa lạ gì với mọi người rồi. Nếu mà mọi người hay theo dõi kênh của bên em thì cán mun này là một cái dòng gỗ này, nó dai bền này, nó không thấm nước và lâu dài thì nó cũng không sợ là bị mối mọt hay là bị mủng đâu. Đấy, khi mà mình sử dụng thì mình cũng rất là yên tâm, tại vì nếu như mà một cái cán nào nó không tốt khi mà mình chặt này, khi mà mình chặt gà vịt này, cái lực mình tác động vào nó mạnh ý, thì nó sẽ hay bị kiểu bị lung lay cán này, sau đấy thì nó bị rời rạc ra ấy, nó không cầm, nó không được chắc chắn ấy. Đấy thì mọi người có thể là yên tâm nhá, yên tâm cái vấn đề này này. Đó. Đây, cây này thì sẽ có dập hoa văn, nhìn thì nó sẽ hơi giống cái vảy cáo một chút nhưng để dạy gần thì cũng phải đâu. Đó, thì ngoài ra thì ở đây sẽ có thêm một cái lỗ để mình dùng xong mình có thể là mình treo lên cho nó gọn này. Đó, mình treo lên cho nó gọn này. Rất là tiện luôn, một cái mẫu dao chẹt gà mã là G05TMDD. Cây này thì hiện tại đang có giá là 369.000 mọi người nhá. 369.000 ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là một cái mẫu dao Thái. Một cái mẫu dao Thái, cán mun và khâu cũng là đồng đỏ luôn. Cái này thì cũng là một cái dáng truyền thống thôi. Hôm nay thì em giới thiệu đến mọi người một cái bản truyền thống, chỉ khác là nó sẽ là bản chống dính một mặt. Cái này thì sẽ có chiều dài lưỡi rơi vào 22cm và bản rộng ở đây sẽ rơi vào 7cm nha. Sống dao thì nó sẽ dày khoảng 1,5 ly thôi. Đó, để mình chuyên, để cái dòng này là dòng chuyên thái nên cái lưỡi dao của nó cũng sẽ mỏng hơn, để mình thái nó sẽ ngọt thịt hơn, nó sắc hơn, đưa tay nó dễ hơn. Đó, và ở đây thì cái bản này sẽ là một cái bản vuông truyền thống như thế này và cũng có dập thêm một cái, đục thêm một cái lỗ này. Đó, và khâu và chốt ở đây thì cũng sẽ là đồng thau, cán là cán mun này. Đó, và tem chống hàng giả nhá, tem chống hàng giả. Mọi người ạ, tem này thì mọi người có thể là mình check bằng iCheck hoặc là mình dùng Zalo để mình quét thì nó cũng sẽ ra đầy đủ thông tin nhá. Nhưng mà nếu mà mọi người mà muốn quét nhiều lần thì mọi người quét bằng iCheck giúp em ạ, tại vì Zalo thì nó cũng rất là hạn chế thôi. Nó chỉ quét được khoảng 2-3 lần thôi nên là mọi người nếu mà mọi người quét nhiều lần ấy thì mọi người quét bằng iCheck giúp em nha. Và tất cả dao bên em thì sẽ có chữ HTX Gia Phúc Sen dập chìm như thế này, tại vì bên em làm thủ công ấy nên là nhiều chữ thì nó cũng không, nó hơi bị mờ thôi chứ không phải là nó làm nó không cẩn thận đâu. Đấy, nó cũng kiểu như mình dập thủ công ấy thì nhiều lúc nó cũng không tránh khỏi được. Đây, ở đây thì nó sẽ hơi, nó cái dấu nó hơi bị, nó chìm nhưng mà nó mờ hơn so với những cái chữ ở bên này này. Đó, thì đây là hai cái đặc điểm để nhận biết dao của bên em. Cây này thì mình sẽ chuyên để thái thịt này, mình thái gọt rau củ này. Đó, mình có thể thái gọt rau củ mọi người nhá. Cái này hiện tại đang có giá là 329.000 một em này nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là một mẫu dao gọt hoa quả này. Một mẫu dao chuyên để gọt hoa quả có mã là N13TMDD. Đó, N13TMDD, cái mẫu dao này rất là nhỏ thôi, này nó rất là nhỏ gọn thôi. Mình sẽ chuyên để mình gọt hoa quả này, mình cắt gọt rau củ này. Đấy, mình cắt gọt rau củ. Nếu mà mình dùng cho gia đình thì mình cũng cần là một con nó vừa phải để mình thái thịt này, mình thái thịt này, thái rau củ này, thái các loại rau củ quả này. Ngoài ra thì mình cũng cần là thêm một con dao gọt củ quả riêng. Tại vì nhiều anh chị thì cũng không thích là mình vừa thái thịt mà mình vừa gọt rau củ chung ấy thì nó cũng rất là bất tiện. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo cái mẫu này. Cây này này thì sẽ có chiều dài lưỡi rơi vào khoảng 18cm và bản rộng ở đây sẽ rơi vào 4,5 đến 5cm nha. Đó, và sẽ có một mặt là bản trơn như thế này, một mặt là bản trơn như thế này và một mặt là bản chống dính như thế này ạ. Đó, một mặt là bản chống dính như thế này. Đấy, cái họa tiết thì nó cũng sẽ giống nhau thôi, cái kiểu dáng thì nó sẽ giống như nhau. Còn cái cây này thì cái bản nó nhỏ hơn nên là sẽ không có thêm một cái lỗ đục ở đây. Đó, một cái mẫu dao để gọt hoa quả này. Và cán mun ở đây thì cây này thì sẽ là mun sọc nha. Đó, cây này thì nó sẽ là kiểu mun sọc ấy, nó cũng không được đen hẳn đâu. Đấy, mun thì nó cũng sẽ có hai loại, một là mun sọc, hai là mun mun đen tuyền ấy. Đó,
Đây, ở đây thì em có ba cái mẫu dao bản truyền thống này, sẽ có đầy đủ các size luôn. Dao thái thì mọi người có thể thấy là nếu mà mọi người mà thích cái bản nhỏ thì mọi người có thể chọn riêng cây này, hoặc là nếu mọi người thích bản to thì mọi người có thể là chọn cây này. Nhưng mà một bộ ba món như thế này thì cũng đã rất là đầy đủ rồi. Thì nếu mà mọi người ưng thì ưng ý thì mọi người cho em để lại số điện thoại giúp em ở dưới comment. Còn đâu thì mọi người có thể là gọi cho em theo số 0987240133 để được tư vấn chi tiết hơn mọi người nhé. Website của bên em là htxgiaophucsen.com và giaophucsen.vn ạ. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nhé. Xin chào.